Vâng, xin chào các bạn và chúng ta đến ở cái phần tiếp theo, đó chính là việc phân biệt tiếp theo giữa ưu và nhược điểm của nhóm tính cách I. Nhóm tính cách I là những người có ảnh hưởng người khác, họ truyền cảm hứng người khác nên họ có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là họ có thể giúp người khác thay đổi rất là nhanh chóng bằng những câu chuyện, bằng sự tác động của mình với người khác. Họ có thể dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác để họ có thể hoàn thành được mục tiêu khác nhau. Những người nhóm I này, họ có ưu điểm nữa là họ tràn đầy các ý tưởng. Và khi nói chuyện người nhóm I, bạn thấy rằng là họ luôn luôn sản sinh ra các ý tưởng khác nhau cho các cái công việc và vô cùng sáng tạo. Họ cũng chính là những người mà cũng có thể nhanh chóng họ sẽ vượt qua được cái nỗi buồn, những cái sự không thoải mái. Những người nhóm I, họ có cái đặc điểm nữa, đó là những người luôn vui vẻ và lạc quan. Khi bạn giao tiếp với người nhóm I, bạn có thể nhận ra được đó là cái sự hào hứng khi họ chia sẻ những cái câu chuyện về thành tích của họ, về thành tựu của họ. Họ có thể kể được cả từ ngày này sang ngày khác, từ sáng đến chiều, những cái điều mà họ làm được. Họ có rất nhiều câu chuyện đưa vào cho bạn. Và chính vì thế, bản thân họ cũng sẽ có những cái nhược điểm khác nhau. Đó chính là họ đôi khi họ sẽ tập trung vào họ quá nhiều và họ lại không tập trung nhiều đến người khác. Cái điểm thứ hai, những người nhóm I này là họ có quá nhiều câu chuyện như vậy nên đôi khi họ lại lan man trong cách thức mà họ giao tiếp. Và chính vì thế mà họ cũng khó khăn trong cái việc mà và điều đặc biệt nữa là khi mà họ lan man như vậy thì họ lại cho khiến cho câu chuyện chúng ta đi sang những ngã rẽ khác nhau. Nó không hướng vào trọng tâm và mục tiêu. Một cái nhược điểm của người nhóm I nữa đó là họ rất là phải làm lại những cái điều gì đấy đã hoàn thành, cũng rất là điều rất là khó khăn cho họ. Vì thế họ cũng là người khó khăn trong làm việc những công việc liên quan đến chi tiết, những con số là điều vô cùng họ ngại. Người nhóm I họ cũng có một cái nhược điểm, đó chính là vì họ quá nhiều cái mục tiêu như vậy, có quá nhiều ý tưởng như vậy nên đôi khi trong quá trình họ thực hiện công việc thì họ cũng không phải là những người mà thực hiện cái công việc một cách trôi chảy, bởi vì họ rất là dễ thay đổi. Và chính vì sự dễ thay đổi này nên là họ thường xuyên có những cái cách thức khác nhau trong cái hoạt động và nó không có theo một cái quy tắc nào cả. Và đó chính là cái nhóm tính cách này, là cái nhược điểm của nhóm tính cách này cũng làm cho đội nhóm của chúng ta đôi khi là bị chạy theo những cái suy nghĩ nhất thời. Và khi bạn giao tiếp với người nhóm I thì bạn cũng nhận ra rằng họ cũng có những cái nhược điểm nữa, đó là liên quan đến việc mà họ rất là sợ phải làm việc cụ thể liên quan đến quy trình. Và đó chính là những cái nhược điểm mà chúng ta cần phải nhớ rằng khi giao tiếp với nhóm tính cách I thì chúng ta cần phải phát huy hay là khắc phục những cái ưu và nhược điểm này để chúng ta giúp đỡ họ để phát triển hơn. Và ưu và nhược điểm của các nhóm tiếp theo, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.